Màn cover ly cà phê có bản quyền năm 2023. Ly cà phê như một lối, nói cùng em câu gì? Ly cà phê như một uống cùng em một lần. À, cà phê nguyên chất của chị Nhật Kim Anh. Anh mắt em xanh như ly cà phê ngon lạ, muốn uống em chưa say ly cà phê, muốn nói cơ mơ hai hộp cà phê đang giảm. Chấm sau nay chỉ còn chấm ba hai hộp đây nha.